Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá định hướng công tác quản lý, điều hành giá 6 tháng cuối năm 2022 và yêu cầu chưa điều chỉnh tăng giá điện trong thời gian tới. Cụ thể, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo về việc cần tiết kiệm chi phí, kiểm soát, tính toán, xử lý những tồn tại liên quan đến chi phí để giữ ổn định giá điện trước áp lực tăng giá của các nguyên liệu đầu vào. Bên cạnh đó, phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần tiếp tục theo dõi tình hình chủ động điều hành để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước không bị gián đoạn